Tiếp nối sự thành công của mùa giải Tiểu Thần Toán 2019, cuộc thi Tiểu Thần Toán 2020 đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm của đông đảo phụ huynh và học sinh khi vừa chính thức khởi động trở lại trong thời gian vừa qua. Với sứ mệnh giúp triệu trẻ em Việt trở nên tài năng mà hạnh phúc, vừa qua Học viện BeSmart vừa tổ chức thành công cuộc thi Tiểu Thần Toán 2020 tại thủ đô Hà Nội. Đây là cuộc thi thường niên dành cho các bạn nhỏ trong độ tuổi từ 4 đến 12 và được lựa chọn trên hàng chục ngàn các học sinh đã và đang theo học bộ môn Toán Tư Duy BeSmart trên toàn quốc. Cuộc thi năm nay có hơn 700 thí sinh tham gia và hai phần thi chính là nhìn tính và phần thi phụ là đi tìm nhà vô địch. Sau cuộc thi tưởng toán năm 2020 thì con muốn là sẽ chinh phục được nhiều giải cấp trường, cấp thành phố, cấp quốc gia và quốc tế ạ. Nếu mà ngay từ khi còn nhỏ các con được rèn luyện điều này thì cái bộ não của đứa trẻ nó được phát triển, kích hoạt làm cho các con được thông minh hơn, được sáng tạo hơn và làm cho các con tự tin. Với mong muốn đưa phương pháp toán tư duy Sullivan and Fingermuth tới từng học sinh trên cả nước, Học viện Toán BeSmart Việt Nam đã áp dụng các chương trình giảng dạy tối ưu, hiện đại nhất nhằm giúp các em sử dụng thành thạo các kỹ năng về bản tính và toán tư duy BeSmart, áp dụng vào môn toán thực tiễn trên nhà trường. Từ đó giúp các bạn học sinh hoàn thiện kiến thức, trí tuệ, tạo ra một thế hệ trẻ tài năng cho đất nước trong tương lai. Là các con đối với BeSmart không chỉ có học toán tư duy thông thường, mà các con được áp dụng thêm chương trình vượt tâm hồn, được áp dụng thêm kỹ năng sống, cho nên là các kỹ năng của con khi mà tới vòng thi nó hoàn toàn khác với mọi năm, rất tự tin và tràn đầy năng lượng. Bản thân của tôi cùng với Học viện BeSmart rất là mong muốn những chương trình như thế này sẽ lan tỏa không những là trong năm nay và trong năm 2021, chương trình nó sẽ lớn hơn và có sân chơi cho nhiều em bé hơn ở tại Việt Nam. Không chỉ dừng lại ở một bộ môn, toán tư duy BeSmart còn giúp trẻ học giỏi đều các môn khác trên nhà trường. Mục tiêu xây dựng con người phát triển cả về trí, đức, thể, mỹ, tạo môi trường thuận lợi cho trẻ phát huy tính tự lập và khả năng tự học.